điểm giao cắt giữa các đường Lê Thánh Tông, Thiên Lôi và Dương Đình Nghệ, còn gọi là ngã tư Phúc Tăng, vốn là điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông bởi tập trung các tuyến đường huyết mạch nội đô, lại là khu vực đông dân cư nên thường xuyên xảy ra ùn tắc, người dân đi lại lộn xộn. Tại đây, lối rẽ từ đường Nguyễn Văn Linh vào Thiên Lôi hướng đi chùa Đồng Thiện luôn trong tình trạng quá tải và tắc nghẽn, và nguyên nhân là đây. Xe máy dừng chờ đèn đỏ ở đường Thiên Lôi đỗ tràn qua cả vạch dành cho người đi bộ, lấn sang phía làn ngược chiều, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông khác khi muốn rẽ vào đường Thiên Lôi. Phía trước đã vậy, ở phía sau, các phương tiện xe hai bánh và thậm chí cả ô tô dừng chờ đèn tín hiệu cũng đỗ tràn cả sang làn ngược chiều, khiến làn này chỉ còn lưu thông được 1/5 như thế này. Nhiều xe ô tô phải vất vả lách qua khe hẹp, chồm lên cả vỉa hè mới có thể thoát khỏi điểm nút này. Tôi thường xuyên là đi qua lại con đường này hàng ngày, nhưng mà bây giờ ở đây, ở khu này lên lấn hết đường, cho nên là giải phân cách không có tác dụng gì cả. Thế cho nên là đi tính người đi đường đây là rất hay bị tắc nghẽn. Đường Thiên Lôi đoạn giáp với nút giao Nguyễn Văn Linh có lòng đường rất hẹp. Đây cũng là nơi tập trung đông dân cư, dòng xe từ các hướng Nguyễn Văn Linh và Dương Đình Nghệ đổ vào nên thường xuyên bị quá tải. Không những vậy, đèn tín hiệu xanh ở đây khá ngắn, chỉ 18 giây, khiến nhiều người tham gia giao thông thiếu kiên nhẫn, cố vượt sang làn ngược chiều để mong thoát nhanh khỏi khu vực này. Và đường đã tắc, lại thêm tắc. Các cơ quan chức năng nên xem xét, nghiên cứu mở rộng nút giao này, nhất là phía đường Thiên Lôi hướng đi chùa Đồng Thiện, để giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông tại đây.